huyễn mộng, huyễn giả, do như huyễn sự, năng dị nhất vật di chủng chủng vật, huyễn chủng chủng vật nhi di nhất vật. Huyễn chính là hiện nay gọi là ma thuật, huyễn sư chính là người làm ma thuật. Người làm ma thuật biến ra những trò này. Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng học đều thấy qua, đặc biệt là sau khi truyền thông môi giới phát đạt, ở trên truyền hình ta thường nhìn thấy loại ống kính này. Họ có thể lấy vật không giống nhau để biện, chúng ta đều biết đó là giả. Thủ pháp của họ rất nhanh, chúng ta nhìn không ra sơ hở của họ. Cũng có một ít người làm ma thuật, sau khi biến hóa, họ đem cách thức biến hóa chỉ cho chúng ta, chúng ta mới vỡ lẽ, mới hiểu rõ toàn là giả. Mộng giả như nhất mộng trung sở kiến, quảng đại sự nghiệp, tự dị lịch thời cửu diễn. Đây là loại nằm mộng. Mộng là mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm này. Thực ra thời gian nằm mộng rất ngắn ngủi, nhưng trong giấc mộng cảm thấy thời gian rất dài. Người xưa có một bài văn Hoàng Lương Mộng. Trước đây bài văn này từng có trong sách giáo khoa của cấp 2. Chúng ta ngày xưa đọc sách cũng có đọc qua bài văn này. Nội dung bài văn này đại khái viết về một vị tú tài. Rất nhiều dòng tượng. Trên đường đi du lịch, đi cũng khá mệt rồi, nên vào nghỉ trong một ngôi miếu nhỏ. Lúc này đạo giáo có một đạo sĩ. Đạo sĩ đang ngồi thiền, bên cạnh ông ta nấu thức ăn. Thức ăn này là hạt cao lương, hoàng lương, hạt cao lương, hạt nhỏ. Nấu hạt nhỏ rất nhanh. Anh ta ngồi một bên ngủ gật, trong mộng rất đắc ý. Anh ta mộng thấy mình đi thi đậu cử nhân, vài năm sau lại thi đậu tiến sĩ và trúng tuyển trạng nguyên, sau đó làm quan, quan địa phương và được thăng quan liên tục, rồi mười mấy năm sau làm chức tể tướng, rất đắc ý. Những người có ơn với anh ta liền báo ơn. Những người không tốt, anh ta cũng báo thù. Cả một đời, đến khi cáo lão về quê cùng mấy mươi năm, đến khi tỉnh ngủ, đạo sĩ đó nhìn anh ta không chớp mắt hỏi: anh còn đắc ý không? Đạo sĩ đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy hết. Hà cao lương còn chưa nấu xong, nhưng trong mộng anh ta đã trải qua 50-60 năm. Đây là một giấc mộng hoàng lương. Đích thực đời người cũng như vậy. Đời người mấy mươi năm, thực tế mà nói thì vô cùng ngắn ngủi. Chỉ một cái chớp mắt là qua đi rồi. Đây là
rất chính xác. Đây là hoàn cảnh chân tượng hiện thực, không thể không biết.